Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục, miền Tây Hậu Giang xin phép được cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ghi nhận 7 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Phát hiện 4 trường hợp nhiễm COVID-19 về từ ngoài tỉnh và 3 trường hợp liên quan đến ổ dịch xã Long Phú. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh, từ 18 giờ ngày 25 tháng 9 đến 6 giờ ngày 26 tháng 9, tỉnh ghi nhận 7 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Trong đó có 3 trường hợp là F1 liên quan đến ổ dịch tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ và 4 trường hợp là người về từ ngoài tỉnh, 1 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, 3 trường hợp đi bằng tàu từ An Giang về tỉnh Cà Mau ngang qua địa phận tỉnh, dừng khai báo y tế tại chốt kiểm soát đường thủy ở huyện Châu Thành A, được xét nghiệm và có kết quả dương tính. Như vậy, đến nay, ổ dịch tại xã Long Phú đã ghi nhận 45 trường hợp nhiễm COVID-19. Đến nay, tỉnh đã ghi nhận tổng số 535 trường hợp nhiễm COVID-19, đã được Bộ Y tế công bố 521 bệnh nhân, đã có 461 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 70 bệnh nhân đang được điều trị, có 2 bệnh nhân tử vong tại tỉnh, 2 bệnh nhân chuyển tuyến điều trị, có 1 bệnh nhân đã tử vong. Số người đang được cách ly tập trung là 1.522 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú là 1.466 người, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 2.221 người. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 của tỉnh đã đạt gần 22% trên tổng dân số tỉnh từ 18 tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm chủng. Đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy, cơ sở 2. Công tác di dời trang thiết bị và chuyển 26 bệnh nhân từ Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Phụng Hiệp, cơ sở 2 đặt tại Trường Đại học Cần Thơ, khu Hòa An đến cơ sở mới tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy, cơ sở 2 tại Trung đoàn Bộ binh 114 thuộc huyện Vị Thủy đã hoàn tất vào ngày 25 tháng 9. Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy, cơ sở 2 đã được thành lập ngày 24 tháng 9 với quy mô 258 giường. Bệnh viện cách ly, chăm sóc, điều trị các trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng, không bệnh nền. Nhân lực bệnh viện được huy động từ Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ có sự điều động, tăng cường từ các đơn vị khác khi cần thiết. Lý do phải thành lập bệnh viện dã chiến mới này và di dời cơ sở điều trị nói trên là để trả lại cơ sở vật chất lại cho Trường Đại học Cần Thơ, khu Hòa An, để cho trường tổ chức dạy và học năm học mới. Bệnh viện dã chiến thành lập khu Hòa An vào giữa tháng 8 đến nay đã hoạt động trên 40 ngày với quy mô 512 giường. Nhân lực của bệnh viện chủ lực được huy động từ Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hiện nay, tại Hậu Giang có 3 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 đặt tại Bệnh viện Phổi tỉnh, Trung tâm ICU chữa trị bệnh nhân nặng, Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy và Trung tâm Trung đoàn Bộ binh 1. Hậu Giang ghi nhận 7 ca mắc COVID-19, lập thêm bệnh viện dã chiến. Sáng ngày 26 tháng 9, Sở Y tế Hậu Giang cho biết, từ 18 giờ ngày 25 tháng 9 đến 6 giờ ngày 26 tháng 9, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, 3 trường hợp là F1 liên quan ổ dịch tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ. 1 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, 3 trường hợp đi tàu từ An Giang về Cà Mau ngang qua địa phận tỉnh Hậu Giang, dừng khai báo tại chốt kiểm soát đường thủy tại huyện Châu Thành A, được xét nghiệm và có kết quả dương tính. Tính từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 535 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 461 ca, tử vong 2 ca, tử vong sau khi chuyển tuyến cho điều trị 1 ca. Hôm qua, ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy, cơ sở 2 tại Trung đoàn Bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang để tiếp nhận cách ly, chăm sóc và điều trị các trường hợp mắc bệnh COVID-19 không có triệu chứng và không có bệnh nền tại Hậu Giang. Cùng ngày, Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức di chuyển bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện dã chiến Phụng Hiệp, khu Hòa An về bệnh viện dã chiến Vị Thủy, cơ sở 2. Về tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, tỉnh Hậu Giang sẽ được phân bổ 900.860 liều vaccine chia làm nhiều đợt. Sở Y tế Hậu Giang đã triển khai kế hoạch tiêm vaccine theo hình thức vaccine nhận về đến đâu sẽ phân bổ ngay xuống các điểm tiêm để triển khai tiêm cho người dân theo các nhóm đối tượng quy định. Tính đến cuối ngày 25 tháng 9, toàn tỉnh đã tiêm được 161.447 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 116.980 liều, tiêm mũi 2 là 44.467 liều. Tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện chỉ thị số 15 và 15 cộng đối với 7 huyện trên thành phố. Riêng thị xã Long Mỹ thực hiện chỉ thị 16, trong đó có một số biện pháp giới hạn cao hơn.
cơ bản giải quyết tình trạng người dân đi xe máy về quê bị kẹt tại cầu số 10 trên quốc lộ 1A. Chiều ngày 25 tháng 9, tại cầu số 10 trên quốc lộ 1A, giáp ranh giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, nhiều người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tự chạy xe máy về quê tiếp tục bị ùn lại do bị lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang chặn lại, không thể tiếp tục di chuyển. Ghi nhận thực tế, trong số những người đang bị kẹt ở cửa ngõ vào Hậu Giang có công dân của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Những người này tự ý về quê và theo quy định, tỉnh Hậu Giang phải lập danh sách liên hệ về các địa phương. Nếu các tỉnh đồng ý tiếp nhận thì Hậu Giang sẽ dẫn đường để lưu thông qua địa bàn. Tuy nhiên, do ngày 25 tháng 9, tỉnh Bạc Liêu không nhận công dân nên lực lượng kiểm soát của tỉnh Hậu Giang tạm thời yêu cầu người dân dừng lại. Chị Võ Thị Mộng Kha, 27 tuổi, quê ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhóm của chị gồm 5 người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Trong nhóm có một người phụ nữ mang thai ở tháng thứ 8 nên cố về quê để sinh nở. Mở hộp cơm ăn vừa ngay tại chốt kiểm soát, chị Kha chia sẻ, hơn 3 tháng qua, do dịch bệnh, cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Chị làm phụ hộ ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay, chị phải nghỉ việc ở nhà. Suốt mấy tháng trời không có thu nhập, hết tiền đóng cho chủ nhà trọ nên chị cùng người thân đánh liều chạy xe máy về quê. Anh Tăng Lực, 36 tuổi, quê ở xã Lê Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết, anh cùng vợ từ Long An đi xe máy về quê. Trước khi đi, anh vợ chồng anh đã làm xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với COVID-19, gần 4 tháng thất nghiệp do công ty đóng cửa. Trong khi đó tiền ăn, thuê trọ vẫn phải chi đều đặn mà không có nguồn nào hỗ trợ, vợ chồng anh đành về quê. Khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 9, khi đến cầu số 10, giáp ranh giữa Cần Thơ và Hậu Giang thì vợ chồng anh bị kẹt lại đến hơn 18 giờ mà chưa biết có về đến được quê nhà hay không. Họ nói ở dưới Sóc Trăng quá tải rồi, không thể tiếp nhận được nữa. Tôi không biết sao, giờ chỉ muốn về quê, anh Lực cho hay. Bé trai mới 7 tháng tuổi trên tay. Chị Huỳnh Thị Trúc Lam, quê ở tỉnh Cà Mau, cho biết hai vợ chồng làm công nhân cho một công ty ở Long An nhưng đã thất nghiệp hơn 4 tháng nay. Tiền hết nên hai vợ chồng trẻ quyết định chạy xe máy chở theo con trai về quê. Họ đi qua được nhiều tỉnh, thành nhân đến địa phận tỉnh Hậu Giang thì không qua được. Anh Sơn Chanh So, quê ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cùng vợ và con nhỏ từ thành phố Hồ Chí Minh về quê cho biết, cả nhà anh đều là F0 đã điều trị khỏi bệnh. Ngày 24 tháng 9, gia đình anh khởi hành bằng xe máy nhưng khi đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì bị kẹt lại, cả gia đình phải ngủ ngoài trời. Đến hôm nay, ngày 25 tháng 9, khi trình giấy tờ đã hoàn thành cách ly và một số giấy tờ liên quan khác, gia đình anh mới tiếp tục được hành trình. Thế nhưng khi đến địa phận tỉnh Hậu Giang, gia đình anh tiếp tục bị kẹt lại chưa biết bao giờ mới về được quê. Theo ghi nhận, những người chạy xe máy về quê bị kẹt ở cửa ngõ vào tỉnh Hậu Giang đều có giấy xét nghiệm âm tính. Nhiều người cho biết đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Theo một cán bộ của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang có mặt tại hiện trường. Trong ngày 25 tháng 9, có khoảng 100 người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh chạy xe máy vào Hậu Giang để về Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Đến gần 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang thông báo phía Bạc Liêu đã đồng ý tiếp nhận công dân. Những người về quê được cho lưu thông đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Hậu Giang, cách cầu số 10, khoảng 200 mét để khai báo y tế và được lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang dẫn đường tiếp tục hành trình về quê. Tình trạng ùn ứ cơ bản được giải quyết. Theo tìm hiểu của phóng viên, một số tỉnh như Sóc Trăng, Bạc Liêu không thể tiếp nhận công dân về quê bằng xe máy do tình trạng quá tải ở khu cách ly. Do đó, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã chặn dòng người về quê để giảm áp lực cho các tuyến dưới. Khi địa phương nào có thể tiếp nhận, lực lượng cảnh sát giao thông Hậu Giang sẽ dẫn đường, đưa những người dân về đến chốt kiểm soát dịch của địa phương đó để bàn giao. Những người dân này sau khi về quê sẽ được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Trong những ngày trước đã có hàng trăm người tự chạy xe máy về quê được các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tiếp nhận. Sáng ngày 26 tháng 9, hơn 4.460 ca COVID-19 nặng đang điều trị, 16 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam có 746.678 ca mắc COVID-19, trong đó 516.449 bệnh nhân đã khỏi. Trong số các trường hợp 461 bệnh nhân nặng, 16 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 746.678 ca mắc COVID-19, đứng thứ 44 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 7.587 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 742.174 ca, trong đó có 511.270 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 16 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 366.539, Bình Dương 196.864, Đồng Nai 44.921, Long An 31.618, Tiền Giang 13.724. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh.
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 25 tháng 9 là 10.590 đơn tổng số ca được điều trị khỏi, 516.449. 2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.461 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.807, thở oxy dòng cao HFNC 753, thở máy không xâm lấn 127, thở máy xâm lấn 742, ECMO 32. 3. Số bệnh nhân tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 220 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới 2,1%. Tình hình xét nghiệm. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 189.606 xét nghiệm cho 400.433 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 17.805.333 mẫu cho 51.127.500 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19. Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 37.583.248 liều. Trong đó tiêm một mũi là 30.027.703 liều, tiêm mũi 2 là 7.555.545 liều. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong cái video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, mình xin chào, hẹn gặp lại.